Đây là bơm Thiên Long thuần yến. Model mình đang quay đây là hàng model BCID. Dòng BCID là khác dòng BCX nhé. BCID là nó được sơn màu xanh. Còn BCX thì nó sẽ sơn này màu đen. Đấy. BCID là buồng cánh của nó bằng gang. Thân inox 304. Và được nhà máy ghi rõ là 100% bằng di động. Con này mình đang quay đây là con BCID 1.5. Đây là thông số tem. Quy mắc được tận 70 khối, hát mắc tận 15 m. Hàng made in Việt Nam. Cũng rất đẹp nha. Họng xả của nó là 76. Dòng này thì có các cái công suất là từ 0.37 đến 3 kW. Con này thì bơm nước thải sạch, bơm nước thải xây dựng đều được. Buồng cánh gang nhé. Môi trường pH thì con này từ 6 đến 8, chạy thoải mái. Bỏ vào mấy cái hố phân lợn thì vẫn chạy được. Đấy. Ngoài ra thì bơm Thiên Long thì còn các cái dòng như BCTL. Con này toàn thân bằng, gọi là thân trên của nó là bằng inox, không như con các cái dòng BCX và BCID này. Trông hơi thô ráp tí nhưng mà cũng rất chỉ là sâu bò. Hay là các cái bơm táp, bơm sử dụng bơm sên đấy, anh em thường gọi là bơm sên đấy. Các cái thông tin đặt hàng và bảo hành tại khu vực miền Bắc, anh em có thể liên hệ với Ngãi qua số điện thoại 0988345283 hoặc là 0906253263. Đây là mẫu dáng cũng như các cái màu sơn vẻ bề ngoài của dòng bơm Thiên Long thuần yến, dòng BCID.